Xin chào quý gia chủ. Hôm nay đồ đồng Dung Quang Hà xin giới thiệu sản phẩm tượng đồng Tôn Ngộ Không Rát Vàng. Ở đây, bức tượng thể hiện hình ảnh Tôn Ngộ Không cưỡi trên con chiến mã vô cùng oai phong lẫm liệt. Các đường nét tinh xảo được người nghệ nhân khắc họa lên mũ, tóc, mặt, áo, cờ và túi tiền của Tôn Ngộ Không cùng với dải tóc và đuôi của chú ngựa hiện lên vô cùng đẹp mắt, bồng bềnh và mềm mại. Sản phẩm này không chỉ có sức truyền cảm trong đường nét mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt màu sắc. Bề mặt sản phẩm sở hữu sắc thái cực kỳ bắt mắt, khiến người chiêm ngưỡng cảm thấy choáng ngợp. Theo dân gian, khỉ và ngựa là hai linh vật cát tường, mang lại may mắn. Khi hai con vật này đi cùng với nhau tạo thành hình tượng Mã Thượng Phong Hầu hay còn gọi là khỉ ngồi trên lưng ngựa. Đây là bức tượng với mong ước cho việc thăng quan tiến chức thường được đặt ở bàn làm việc. Vậy nên biểu tượng phong thủy khỉ ngồi trên lưng ngựa thể hiện chủ ý cầu được thăng quan tiến chức ngay lập tức. Ngoài ra, tượng Tôn Ngộ Không Rát Vàng còn thể hiện sự mong muốn về một sức khỏe dồi dào, sự nhanh nhẹn, thông minh và mưu trí. Đồ đồng Dung Quang Hà, nơi chia sẻ kiến thức về các sản phẩm đồ đồng. Hãy like và subscribe để cập nhật những sản phẩm mới nhất.